Kính chào quý vị và bà con ngư dân. Sau 2 đến 3 ngày ảnh hưởng mạnh mẽ đến nước ta thì ngày hôm nay khối không khí lạnh bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu dần. Nhưng ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông trong đêm nay thì gió Đông Bắc vẫn còn mạnh ở mức cấp 5 cho đến cấp 6. Nhưng sang đến ngày mai sẽ giảm còn ở mức cấp 5, sóng biển cao trên 2 mét. Tình trạng sóng cao gió mạnh sẽ duy trì liên tục đến hết ngày 27 tháng 4 thì mới giảm hẳn. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực biển huyện đảo Trường Sa cũng do tác động của không khí lạnh. Vì thế mà ở các khu vực biển này trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió mạnh trung bình ở mức cấp 5. Riêng ở khu vực phía tây của Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau còn có lúc gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, giật tới cấp 7. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét khiến cho biển động. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu đi. Vì thế mà khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió cũng có xu hướng giảm cấp dần. Trong đêm nay ở khu vực này thì gió mạnh ở mức cấp 5. Sang đến ngày mai, gió sẽ giảm tiếp chỉ còn đến 4 cho đến 5. Sóng biển vẫn còn cao trên 2 mét. Và phải đến ngày 27 tháng 4 thì cường độ sóng gió giảm dần và tình trạng biển động không còn. Việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường mới bình thường trở lại. Đối với các vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận cũng đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Cường độ gió Đông Bắc ở tại khu vực này trong 1 đến 2 ngày tới vẫn ổn định với mức cấp 5. Vì thế mà độ cao sóng biển ở đây tiếp tục duy trì ngưỡng trên 2 mét. Ngoài gió mạnh sóng cao trên khu vực biển này còn xuất hiện tình trạng mưa dông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Không khí lạnh yếu ở phía Bắc nhưng vẫn cộng dồn xuống phía Nam. Vì thế mà ở khu vực biển phía Đông của Nam Bộ, vùng từ Bà Rịa ra Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau và tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc vẫn còn mạnh ở mức cấp 5 đến cấp 6. Sóng biển ở khu vực này còn cao nhất. Đối với khu vực ven bờ lên tới từ 2 đến 3 mét. Việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường và đi lại trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Và phải đến ngày 29 tháng 4 thì cường độ gió Đông Bắc trên khu vực này mới giảm dần. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, trong đêm nay và ngày mai, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, gió Đông Bắc với cường độ mạnh ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, không phải là mức gió mạnh. Vì thế mà sóng biển ở đây tiếp tục thấp dưới 1,5 mét. Tuy nhiên, ở khu vực biển này về chiều và tối bắt đầu nhen nhóm xuất hiện những cơn mưa dông, khiến tầm nhìn hạn chế và bà con cũng cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!